감사합니다. đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn bởi sự đón tiếp nồng nhiệt ngày hôm nay. Và các vị khách quý đến từ Đại học Daejin, Hàn Quốc. Entertainment.
take the more the meaningful the work. And yeah, thank you so much. Yeah.
Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6, các chuyên gia y tế Bệnh viện Bundang Jesang Hàn Quốc đã khám tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 200 người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Thế. Thông qua đó đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn huyện, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Hoạt động khám tư vấn sức khỏe này đã mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tạo điều kiện cho người dân khó khăn có cơ hội được khám chữa bệnh. Đây cũng là cơ hội tốt để tăng cường mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Hàn Quốc Bắc Giang nói riêng và giữa Hàn Quốc Việt Nam nói chung trong thời gian tới. Uri Bak Dang의 외교부장님, 국장님, 또 청장 비서님, 앞으로도 많이 대진국회 봉사단과 Bak Dang과 많은 교류를 통해서 Bak Dang에 필요한 것, 어려운 것, 모든 것을 할 수 있는 여건이 됐으면 좋겠습니다. thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn tập đoàn Daejin và hy vọng trong thời gian tới sẽ được tiếp tục nhận được sự quan tâm của tập đoàn. Thành phố Bắc Giang với nhịp sống mới, thành phố tôi yêu tràn đầy sức trẻ, những phố phường rợp mát cây xanh, tầm nhà cao hiện sáng lung linh. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Hold up, hold up.
nasty, baby. Oh.